Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay của Tin Mới, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Các bạn thân mến, từ trước đến nay mỗi khi Biển Đông có vấn đề nóng hoặc mỗi lần ông hàng xóm xấu tính Bắc Kinh đem tàu lượn lờ sang vùng biển của Việt Nam để khiêu khích, các bạn đều sẽ thấy truyền thông nước nhà ngay lập tức đăng tải phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ sự quan ngại về những hành động này. Khi đó, chắc chắn không ít người xem video này phải buột miệng khi nói một câu: lúc nào cũng chỉ biết quan ngại thì làm được gì. Nhưng như các cụ ta từng nói, sự thật không bao giờ là sự thật. Đằng sau việc bày tỏ sự quan ngại dựa trên luật pháp quốc tế, chúng ta còn thực hiện những hành động khiến kẻ thù không thể ngờ đến. Ví dụ như sự kiện 220 tàu cá Trung Quốc dàn hàng ngang neo đậu ở Đá Ba Đầu, thuộc đảo Sinh Tồn Đông. Mới đây, Việt Nam đã âm thầm làm một việc khiến Bắc Kinh té ngửa, còn bạn bè quốc tế thì trầm trồ về độ cao tay trong chiêu bài đối phó với Trung Quốc. Vậy các bạn, hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu xem ván bài lật ngửa mà Việt Nam đã làm với hành động ngang nhiên khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông là gì nhé! Các bạn thân mến, nhắc lại sự kiện đáng xấu hổ của Trung Quốc một chút, đó là vừa qua lực lượng chấp pháp trên Biển Đông của Việt Nam phát hiện 220 tàu cá ngụy trang của Trung Quốc lờn vờn ở khu vực Đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chúng tập trung thành hai nhóm đóng quân bên ngoài và ven bờ khu vực đầm phá bãi Đá Ba Đầu. Sau khi bị Việt Nam và Philippines phát hiện và phản đối, thì Trung Quốc đã la lớn lên rằng tàu của tao đi đánh cá, gặp bão lớn nên tạt vào đây chú tránh chút, chứ có gì đâu mà phải xoắn. Nhưng thực tế là thời tiết trên Biển Đông lúc đó vô cùng đẹp, trời trong xanh, gió hiu hiu, tàu của Trung Quốc lúc thì tạt vào vùng biển của Việt Nam, khi thì lại dạt qua vùng biển của Philippines, với vẻ mặt dương dương kiểu tự đắc xem chúng mày làm gì được ông. Trước luận điệu xảo trá đến mức không thể chấp nhận được, phía Philippines nóng máu điều ngay máy bay quân sự tiến vào cuộc điều tra ở Biển Đông và cảnh cáo tàu Trung Quốc. Ngoài ra, các nước còn tăng cường sự hiện diện của tàu chấp pháp, tàu hải quân ở Biển Đông để dàn mặt Trung Quốc. Sự việc đã làm cho tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng. Trong khi đó, về phía Việt Nam, truyền thông chỉ đăng tải một thông tin duy nhất về cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao. Ngay đến đây, hẳn nhiều bạn cũng bắt đầu nóng máu như đội bạn Philippines rồi đúng không ạ? Các bạn bình tĩnh nhé, không lại bị mắc mưu của Tập Cận Bình đấy ạ. Chính phủ Việt Nam thừa biết các chiến thuật vùng xám bẩn thỉu của Trung Quốc là tìm cách chọc tức các nước khác, làm cho các nước khác không thể chịu được phải dùng vũ lực chống lại. Chỉ đợi có thế, Trung Quốc sẽ kéo quân danh chính ngôn thuận xử lại ngay. Chính vì tỉnh đòn nên người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã rắn giỏi tuyên bố từng câu, từng chữ: Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của Công ước về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán cùng quy tắc ứng xử Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Vâng, nhìn thì có vẻ hết sức quan ngại, nhưng trong mỗi câu từ của người phát ngôn Bộ Ngoại giao đều bám sát luật pháp quốc tế và luật biển. Những lời khẳng định như đinh đóng cột của bà Hằng là bằng chứng, và nếu như lôi nhau ra tòa án quốc tế thì Trung Quốc chỉ có thua một cách nhục nhã mà thôi. Chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Trong khi Trung Quốc còn loay hoay và hả hê với mấy chiêu trò cũ như người yêu cũ, thì đúng thời điểm này Việt Nam chính thức công bố cảng dầu khí lớn nhất bậc nhất Đông Nam Á tại giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt, gần bãi Tư Chính, nơi mà Trung Quốc suốt ngày nhăm nhe chiếm dụng và không ít lần đã từng dê ống khoan định đi thăm dò, hạ đặt trái phép. Nghe đến đây các bạn thấy Trung Quốc đúng chỉ là nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến cái lợi lâu dài rồi phải không ạ? Và ngược lại, Việt Nam thật quá cao tay khi không thèm chấp mấy trò tép diêu, chó cứ sủa và chỉ có Philippines nghe. Còn Việt Nam cứ đi xây cảng, hạ đặt giàn khoan dầu khí kiếm tiền, khẳng định chủ quyền quốc gia cái đã. Các bạn thân mến, nói về cảng dầu khí sa vàng Đại Nguyệt này thì không phải bốc phét, chứ nó đúng là làm cho con dân Việt Nam phải mở này mở mặt. Cảng dầu khí ngoài khơi sa vàng Đại Nguyệt thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khả năng tiếp nhận tàu biển chở dầu
tàu dịch vụ dầu khí, tàu công trình biển và giàn khoan có trọng tải đến 150.000 DWT. Không những thế, vùng đón trả hoa tiêu trong điều kiện thời tiết bình thường là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 1 hải lý. Để đảm bảo hiệu quả khai thác cảng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu căn cứ điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế của cảng ra vào hoạt động. Vâng, việc công bố mở cảng dầu khí Sa Vàng Đại Nguyệt đã như một cái tát trời giáng vào cái được gọi là chiến thuật vùng xám và những luận điệu lấy của người Nhật làm của ta của Trung Quốc. Còn nhớ trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần điều tàu và thăm dò bãi Tư Chính và vơ bãi này về làm của nó, thì Việt Nam đã đáp trả bằng cách dựng giàn khoang 14.000 tấn lớn nhất từ trước đến nay ở đúng bãi này. Không nói nhiều, sau khi dựng giàn khoan đã tiến hành khai thác dầu khí ngay và luôn, Việt Nam cũng lập tức tiến hành xây dựng cảng siêu to khổng lồ cho tàu siêu trọng cập bến. Sự việc này nói lên điều gì? Vâng, ngoài việc tiếp thêm dòng khí đốt ưu việt giúp Việt Nam phát triển kinh tế, cảng Sao Vàng Đại Nguyệt còn đóng vai trò như một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông, đánh dấu việc Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này, bất chấp việc Trung Quốc muốn hay không. Không những thế, cách đặt tên của mỏ dầu và cảng là Sao Vàng Đại Nguyệt cũng có hàm ý cả đấy các bạn ạ. Sao Vàng là ngôi sao trên lá cờ đỏ Sao Vàng, còn Đại Nguyệt chính là vầng trăng lớn đối đầu với mặt trời lớn Trung Quốc, được lấy cảm hứng từ câu đối Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xạ lạc kim ô của Mạc Định Chi. Nghĩa gốc của câu đối là trăng là cung, sao là đạn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Hàm ý của câu đối là một nước nhỏ cũng có thể chiến thắng một nước lớn. Thế mới biết Bắc làm dầu khí nhà ta không chỉ khoan dầu giỏi, còn vô cùng thâm thúy phải không các bạn? Việc chơi chữ đã thành thần sầu, khiến cho Bắc Kinh mới nghe thấy cái tên mỏ dầu đã phải á khẩu, chứ không cần nhìn đến sự hoành tráng của nó. Các bạn thân mến, Việt Nam nói là làm. Có thể là khẩu hiệu, nhưng giờ thì tôi thấy rằng Việt Nam không nói vẫn làm mới chính là chiêu bài siêu việt đấu trí với Trung Quốc. Suy cho cùng, ở Đông Nam Á không nước nào có thể vượt qua Việt Nam, vì hàng trăm ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của chúng ta cũng không phải chỉ đó thôi, đôi ba lần va chạm với Bắc Kinh. Chính vì vậy, trong vụ việc 220 tàu cá Philippines có thể sập bẫy Trung Quốc, còn Việt Nam thì tuyệt đối không. Trước đây cũng đã từng có rất nhiều lần Trung Quốc giở chiêu bài bẩn với các nước trong khu vực, nhưng đều bị Việt Nam lật mặt. Ví dụ như vào những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã đề nghị Philippines cùng khai thác tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tổng thống Duterte đồng ý và bày tỏ sự vui mừng, mặc cho người dân và đồng minh phản đối gay gắt, tưởng ngon ăn. Trung Quốc lại đề xuất với Việt Nam cùng nhau khai thác mỏ tại bãi Tư Chính. Trung Quốc sẽ bỏ vốn, nhân lực, thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại đây để nó có giấy luồng xanh làm việc. Việt Nam chỉ việc ngồi chờ tiền về đều đều mỗi năm từ lợi nhuận khai thác dầu mỏ mà thôi. Nghe có vẻ ngon ăn các bạn nhỉ? Nhưng các cụ ta bảo rồi, miếng format miễn phí là miếng format nằm trong bẫy chuột mà thôi. Việt Nam không bao giờ đồng ý với việc này và tỏ thái độ vô cùng kiên quyết, kiểu như biển nhà tao, tao tự khai thác được, có cần hợp tác khai thác thì cũng không đến lượt Bắc Kinh. Thế cho nên, dăm lần bảy lượt Trung Quốc vác ống đi thăm dò dầu khí ở vùng biển này thì đều bị Việt Nam phản đối gay gắt. Điều tàu chấp pháp ra thủy y khiến tàu Trung Quốc phải rút lui, nhưng sợ phản đối mãi cũng chẳng xi nhê gì với đội quân mặt dày Trung Quốc, nên Việt Nam đã quyết phải đi trước một bước là thực hiện khoan ngay, lập luôn giàn khoan và xây cảng không chần chừ hơn nữa. Bây giờ thì Việt Nam đủ sức khai thác của cải trong sân nhà mình, không cần đến Trung Quốc phải mó tay vào với luận điệu con nhà giàu nữa. Trung Quốc từ mong muốn chiếm đóng phi pháp Tư Chính, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ làm được điều gì cả, mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây. Từ tiền đề đã có, từ Tư Chính trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động dự án tại mỏ cá voi xanh, rất gần quần đảo Hoàng Sa và Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Các bạn thân mến, Việt Nam của chúng ta được tiếng là một quốc gia yêu trụng hòa bình, nhưng từ trước đến nay lại suốt ngày phải đối phó với các cuộc chiến tranh phi hòa bình. Chính vì vậy, yêu hòa bình nhưng chúng ta chưa bao giờ nhu nhược để được hòa bình mà phải đấu tranh chống lại kẻ thù. Trong quá khứ, có thể vũ lực là biện pháp duy nhất, nhưng hiện tại đó không phải là giải pháp tối ưu nữa, vừa kiên quyết vừa mềm dẻo, làm nhanh và không nói nhiều. Đó là cách mà Việt Nam đã, đang làm và sẽ làm để giữ vững nền hòa bình của quốc gia mình.
Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho team mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của team mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ba bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.